Dạ, trích đoạn Nửa Mặt, Nửa Bản Tình Ca. Xin mời anh trai Hùng Thiếu Thanh, ca sĩ Cao Giang Hà ơi, cho Quyền Lê xem kênh YouTube đi ạ. Khuyên em ơi, khi đất nước mệt mồ khói lửa, anh lại cho cứu lấy nhà xa. Em yên lòng trở lại thiên gia, và đừng đợi ngày vui tay ngộ. Nếu chẳng phải ra đi dạo mùa, chàng bến cầu tay bé con thơ. Cảm chân dòng thẳng mà và chiều nỗi cô đơn, ý nghĩ gì thật đáng khi tắt lìa lạnh. Thank you.
Tùng ơi, phải bây giờ là đáng đổ thương sang. Sao em nghe lòng lành tốt giữa ngày nóng rét bây chung rượu tiền đưa xin mời già uống can. Để nơi vốn xa đường lòng giá khắc chính thu. Rồi đấy khi cởi chiếc bào nằm dưới âm sao đêm, chàng hai đọc lại bấy giờ thơ cô. Tuy hoa xa trường quân màn tiêu, cổ lại dịch chiến kỳ nhân hồi. Kìa trống trường thành dục giả điện gian, sương phủ trắng ngàn dấu ngoài nôi và dâu sắp ngang một màu tình cha ý thiết ái sầu. Kiều Phi Yên, anh đi Lý Kim Tùng. Hay quá anh trai. Kiều Phi Yên kìa Lý Kim Tùng. Thưa bà, xin lỗi bà, kẻ này liên leo từ vào đây để thăm con là Y Nhi. Và tôi cũng trong tay được mặt con. Xin bà cho em tôi được ra đi mai. Tôi bà ơi, tôi sẽ xin bà hãy nên đau thương. Ta đã vì tương lai hạnh phúc của đứa con còn thơ cho đời giấu bề.
lòng lòng thế nhân ngay đò mai dời tỷ này là ai không? Ông nói gì? Bà ơi, tôi là kẻ ra đi vào một mồ lá đỏ và có người thiếu một con nhỏ lệ mơ cầu. Nhìn nhau chăng? Không, 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 tôi sợ con vô tội bay khổ đau. Khi nó biết được người mẹ nó đã dòng kinh tròn yêu là một người năng tâm chất chất lăng lăng đồ. Ông nói rằng ông sợ con ông đau khổ nên ông không dám nhìn con nhìn vợ à. Đúng, đúng như thế thưa bà. Bà vì tâm hồn đứa trẻ thơ trong sáng như là ngọc bích tỳ to tận chi thế nên dù nhớ tới tôi vì biết thơ thằng ngoài thêm để được nhìn mong 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 dáng thân thân yêu thì sao bước rẽ trên lầu cao dòng ra tiếng cười quen thuộc như xe nát tâm ca. Tôi chạnh lòng chua xót cho cách gần nhau trong gan tất mà như cách xa dặn dặn quang hà. Thôi bà hãy gấp lòng đau đớn vì tôi không đủ can đảm để đòn giờ sự vui không phải tôi nhận tâm với bà đã lỡ rồi ta hai bằng lòng với số kiếp. Số kiếp trời ơi, số kiếp gì mà chắc chồng ngang trai còn định mệnh gì mà gãy lắm đau. Chỉ có kẻ đàn ông như Kim Tùng mới đủ thiên nha. Thôi em như người xa lạ, chứ còn riêng em dẫu rằng vì hạnh phúc con thơ mà ngược dòng bên đồ, em chẳng làm sao quên được bản tình ca. Em tiện đưa anh chinh chiến của năm đã lo chiến rồi, con đò năm trước có người khác đưa, tiếc chi bến cũ đò xưa gây thêm giông bão gió mưa ngập trời. Thôi dạ biệt bà. Thiếu Thanh đây, bài này em mới hát lần đầu tiên nên em bị té ghế á. Em cảm ơn anh đã vào cổ vũ và hát vô luôn với em nha.